Bùm bùm vừa hạ sinh con trai đầu lòng, Phương Lê chuyển ngay 500 triệu. Mới đây trên trang cá nhân của Hồng Loan, chia sẻ hình ảnh Bùm bùm sinh một bé trai kháu khỉnh. Khi Bùm bùm vừa sinh con xong, Hoa hậu Phương Lê đã chuyển ngay 500 triệu chúc mừng mẹ con Bùm bùm. Bùm bùm sinh con nhưng rất tiếc không có mặt của ông ngoại Tiểu Linh. Mang trong mình dòng máu cha con, vậy mà Tiểu Linh coi Bùm bùm như cái gai trong mắt. Không quan tâm gì đến con, ngay cả cháu mới chào đời, cũng không một lời hỏi thăm. Sinh con xong đau thấu trời xanh, vậy mà không có tình yêu thương của cha bên cạnh. Toàn cảnh của Bùm bùm ai cũng xót xa. Cũng may bên cạnh Bùm bùm còn có Hồng Loan, các anh chị như Hoa hậu Phương Lê, anh hai Vũ Luân, chị ba Bình Tinh, những người luôn yêu thương giúp đỡ Bùm bùm hết sức. Bên cạnh đó, người chồng chính là động lực lớn nhất giúp Bùm bùm vượt qua thời kỳ khó khăn này. Ngay cả khán giả cũng thương xót xa, liên tục nhắn tin động viên, còn có người cho cả quần áo và vật dụng chăm sóc hỗ trợ Bùm bùm. Trong cái rủi cũng có cái may, nhận được tình yêu thương quá lớn, gia đình của Hồng Loan luôn trân trọng và cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã luôn động viên và đồng hành cùng gia đình Hồng Loan. Trước đó, nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố: "Một cái từ đối với tôi là mất dạy, một đứa con kêu tôi bằng ba, một đứa là cháu kêu tôi bằng chú, cho tôi bỏ hai từ này đi. Kể từ ngày hôm nay tiếng ba với tiếng chú cho tôi xin rút." Nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố, cả đời đến khi Tiểu Linh nhắm mắt vẫn sẽ mang theo câu nói này của mình xuống đáy mồ. "Tôi chỉ nói vậy thôi, ông bà có câu, hùm dữ không ăn thịt con mà giờ, con nó ăn thịt cha luôn rồi, cả dòng họ, nó ăn thịt luôn rồi, còn gì mà nói nữa." Hôm nay trước clip này, Tiểu Linh tuyên bố, không có đứa con tên Võ Trần Thủy Dung, Võ Thái Thành Mỹ. Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chính thức xác nhận Hồng Loan là con ruột cố nghệ sĩ Vũ Linh, xét nghiệm dựa trên mẫu tóc của cố nghệ sĩ để lại. Mới đây trên trang cá nhân, Hồng Loan chính thức công bố tin vui, đó là bệnh viện đã xác nhận mình là con ruột cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bác sĩ Nguyễn Văn Quân, trưởng khoa di truyền học thuộc bệnh viện Chợ Rẫy, là người trực tiếp làm phân tích mẫu tóc của Hồng Loan và cố nghệ sĩ Vũ Linh. Sau 7 ngày nộp mẫu, bác sĩ đã có kết quả chính thức xác nhận Hồng Loan là con ruột cố nghệ sĩ. Bác sĩ cũng nói kết quả có thể bị sai lệch nhưng tỷ lệ rất thấp, chỉ là 1/1000, tức là 1000 trường hợp mới có khả năng sai một trường hợp. Như vậy gần như chắc chắn Hồng Loan chính là con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan cho biết chị rất vui mừng về việc này vì chị biết cha mình chính là cố nghệ sĩ. Vì trước đó lúc cha còn sống, cả cha và cả những cô chú trong nhà đều không tiết lộ việc này. Họ luôn úp mở không nói rõ ràng và bảo cô cứ xem mình là con nuôi. Nên thực tế trước giờ cô vẫn nghĩ mình là con nuôi. Tới thời điểm này cô khẳng định mình là con ruột của cố nghệ sĩ. Nhiều khán giả chúc mừng Hồng Loan với thông tin này và khẳng định nếu con nuôi tại sao lại được yêu thương như vậy. Vũ Luân và Bình Tinh cũng con nuôi sau cố nghệ sĩ không để lại tài sản cho họ mà chỉ để lại cho Hồng Loan. Như vậy thôi cũng đủ để biết đâu là sự thật rồi. Trước đó ngày 25 tháng 9, Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh làm việc với bà Võ Thị Hồng Loan bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tại buổi làm việc, Hồng Loan đã được tiếp cận sao chụp tài liệu chứng cứ liên quan vụ án như công văn phúc đáp của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận về hồ sơ đăng ký khai sinh, nuôi con nuôi của bà Loan theo yêu cầu của nguyên đơn. Bản tự khai của bà Hồng Nhung, Hồng Phượng, bà Loan cũng có đơn yêu cầu tòa án xem xét thẩm định tại chỗ với yêu cầu phản tố của mình, thẩm định tài sản liên quan đến việc yêu cầu nguyên đơn và bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu nghệ sĩ Vũ Linh, di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Sau buổi làm việc, luật sư của bà Hồng Loan cho rằng những tài liệu chứng cứ do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp về nhân thân Hồng Loan càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Như đã thông tin, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, bà Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, đã khởi kiện Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh ra tòa để tranh chấp thừa kế. Bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất số 8788, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Đến ngày 9 tháng 8, Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý yêu cầu phản tố của bà Loan. Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà này do bà Loan đứng tên. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm ông Võ Thành Nhiêu, em trai cố nghệ sĩ Vũ Linh, bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh và văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến. Như vậy là với thông tin từ hai đơn vị là bệnh viện và chính quyền, đủ để khẳng định Hồng Loan là con ruột và là người thừa kế hợp pháp toàn bộ tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại.
Phương Lê tung đoạn clip trong điện thoại Hồng Loan, cố nghệ sĩ Vũ Linh tố cáo em trai Tiểu Linh ăn chơi, mê gái trẻ hại cố nghệ sĩ còn bỏ bê con gái để theo vợ bé. Mới đây vụ tranh chấp tài sản trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh có thêm diễn biến mới. Bất ngờ đó là việc Tiểu Linh, em trai cố nghệ sĩ Vũ Linh tố Hồng Loan là con hoang bị cha mẹ bỏ nên Vũ Linh nhặt về nuôi. Lập tức hoa hậu Phương Lê phản ứng cực gắt, cô tuyên bố Tiểu Linh từ nay nên đổi là Tiểu Nhân, già đầu mà sống bẩn, để con nít nó cười. Ngay lập tức phía hoa hậu Phương Lê cũng đáp trả và đưa ra bằng chứng chuyện nghệ sĩ Tiểu Linh trong quá khứ. Phản ứng này của Phương Lê khiến nhiều khán giả thích thú và càng quyết tâm tẩy chay Tiểu Linh. Trong đoạn clip do Phương Lê cung cấp, cố nghệ sĩ Vũ Linh từng có những chia sẻ với các em của mình. Ông cho biết có người đã gây nợ nần còn làm ông mất tiền, nhà cửa. Thằng Bảy hại cậu, nó đi chơi gái hú tùm lum, còn gạ tình mấy con nhỏ nữ sinh, gia đình người ta đi thưa, làm chú phải tốn cả ngàn cây vàng để lo lót cho người ta. Nó khóc lóc năn nỉ chú, không lẽ có thằng em ruột mà chú bỏ, nó hại hết lần này đến lần khác, nó còn bỏ cả vợ con. Lúc con Dung, tức Bùm Bùm, còn nhỏ xíu, nó đã bỏ nhà theo gái, con gái nó đem gửi chú nuôi, rồi bỏ đi theo con Đào hát ở miền Tây, rồi bị con nhỏ đó lừa, chú phải chi thêm mấy trăm cây vàng cứu nó. Có mặt trong đoạn clip, nữ nghệ sĩ cũng không phủ nhận, lên tiếng. Thì đúng rồi, có đứa em gái mà không thương thì biết thương ai bây giờ hả anh Năm? Anh Năm rồi mới tới em Sáu rồi mới tới thằng Bảy, còn lạ lùng gì mà tiếc rẻ với Hồng Nhung. Thế nhưng xuất hiện trong một đoạn clip trên YouTube, mới đây nghệ sĩ Hồng Nhung đã phủ nhận chuyện làm anh trai mất 5 căn nhà, cả ngàn lượng vàng. Nhiều khi nói chơi cho vui, khán giả người ta thương anh Năm quá nên nói bà Sáu báo, thật sự ông thương quá rồi nên nói như vậy cho vui, tôi là cục vàng cục ngọc của ông đó. Trước đó, nghệ sĩ Tiểu Linh đã đăng tải đoạn clip khá gay gắt bằng thái độ đầy tính thù địch với Hồng Loan. Cho biết mình chấp nhận xét nghiệm ADN với một điều kiện rất bá đạo. Hôm nay coi clip YouTube Tiểu Linh thấy Hồng Loan thách thức Tiểu Linh thử ADN. Bây giờ nếu mày thách thức tao thử ADN, tao chấp nhận. Tao thách lại nếu thử ADN mày không thuộc dòng máu họ Võ và nhất là dòng máu anh Năm tao, thì mày đồng ý bước ra khỏi nhà với bàn tay trắng không? Cách xưng hô mày tao cùng điều kiện liên quan đến tiền bạc của nghệ sĩ Tiểu Linh khiến cộng đồng mạng bức xúc, thậm chí phẫn nộ thay cho Hồng Loan, bởi cô chỉ muốn làm rõ chuyện con ruột con nuôi và không hề khiêu khích ai, cũng không đề cập đến chuyện thừa kế tài sản, còn nghệ sĩ Tiểu Linh lại có suy nghĩ dính líu đến tiền nên càng làm số đông dư luận nghiêng về Hồng Loan hơn. Dù chuyện gì xảy ra, khán giả vẫn tỏ ra ủng hộ Hồng Loan vì cho rằng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Vì cha con họ quá giống nhau, có thử ADN hay không cũng vậy, sự việc gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh tiếp tục diễn biến rất căng thẳng. Quả báo đến rồi, chú Bảy Tiểu Linh bị cấm diễn khiến dân tình hạ hê. Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao về án phạt đình chỉ biểu diễn đối với hai ca sĩ nổi tiếng là Tiểu Linh và Kim Thoa. Đáng chú ý, gần đây nghệ sĩ Tiểu Linh thường xuyên phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội, có thái độ thách thức dư luận, khiến một bộ phận đông khán giả tỏ ra bức xúc và yêu cầu cấm diễn vĩnh viễn đối với nghệ sĩ này. Mặc dù hai ca sĩ đã có thái độ khá cầu thị, nhìn nhận sai lầm của bản thân, nhưng đây cũng là một bài học quý dành cho những ca sĩ và những người ôm mộng làm ca sĩ về đạo đức của nghệ sĩ. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mạnh tay với những ca sĩ cố tình vượt rào quy định. Trước đó, vợ chồng Tiểu Linh Kim Thoa đã từng bị phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm liên tục. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ đã ký quyết định số 4068 về việc đình chỉ biểu diễn đối với nghệ sĩ Tiểu Linh và vợ là nghệ sĩ Kim Thoa. Cả hai đều là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, em ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quyết định đình chỉ biểu diễn vì lý do Tiểu Linh và Kim Thoa đã hát ở một số sân khấu và phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh và các quán ăn đường phố nhằm mục đích thương mại mà không đăng ký với Sở Văn hóa. Mục đích việc không khai báo là để khỏi tốn phí đăng ký bản quyền đối với tác giả và phí biểu diễn nộp cho nhà nước. Đồng thời, hai nghệ sĩ này phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài mà không có giấy phép. Theo đó, hai ca sĩ này bị đình chỉ biểu diễn vô thời hạn, không được tham gia hoạt động biểu diễn trên sân khấu và trên sóng phát thanh truyền hình, tham gia thu âm, phát hành băng đĩa. Ngoài ra, hai nghệ sĩ này còn bị phạt 200 triệu đồng đền bù thiệt hại về tác quyền cho các soạn giả Bạch Mai, Bảy Nam, Viễn Châu. Nếu nghệ sĩ đã qua đời, thì người đại diện sẽ đứng ra nhận số tiền này. Được biết sau vụ việc, nghệ sĩ Tiểu Linh khóc lóc, tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Tuy nhiên, do những lùm xùm thời gian gần đây với Hồng Loan, cháu ruột của mình, nên nhiều khán giả tỏ ra không ủng hộ vợ chồng nam nghệ sĩ như trước. Trước thắc mắc vì sao ít lên tiếng thăm mộ của nghệ sĩ Vũ Linh, Kim Thoa và Tiểu Linh giải bày lý do và cũng khẳng định vẫn thường xuyên lên thắp hương cho anh chồng. Cô chú buôn bán như vậy nên cô chú không có thời gian đi lên mộ. Cô mà đi lên mộ cậu Năm là cô phải nghỉ bán một ngày, hiểu không? Rồi chú bệnh, sức khỏe không tốt đi đường xa nữa, cô vẫn về thắp hương mà, cũng ở đây riêng nữa. Cuối cùng em dâu Vũ Linh nhìn di ảnh của anh chồng và nhắn nhủ. Giờ chỉ còn mong anh Năm lên thiên,
anh biết hết đúng không anh? Anh biết hết cái gì, đúng cái gì sai, nên hy vọng anh linh thiêng thôi, đúng sai gì thì có luật pháp mà.